Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Công nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste đã ký kết biên bản ghi nhớ thương mại gạo. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác xúc tiến xuất khẩu, tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác thương mại gạo giữa hai nước, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tìm đầu ra cho mặt hàng gạo. Bộ trưởng Bộ Thương mại Công nghiệp và Môi trường Timor-Leste khẳng định, Timor-Leste luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư hợp tác tại Timor-Leste. Sản phẩm gạo chỉ là sản phẩm bước đầu. Hy vọng trong thời gian tới, hai nước sẽ tiến tới trao đổi hợp tác xuất nhập khẩu các mặt hàng khác phong phú hơn mà hai nước có tiềm năng như dầu khí, khai khoáng.